Anh em thợ chạy thử cái xe đi anh, chạy thử thắng thiết rồi giao cái xe cho ông anh nha. Cảm ơn anh chị đã chốt được cái xe SH2 số 1 siêu phẩm nha, về với Bình Tân. Anh thợ đang chạy kiểm tra thắng thiết cái xe rồi giao xe. Rồi anh chạy xa gớm ha, mà vừa giao xe là trời mưa luôn nha, quá hên nha. Chúc mừng anh chị, chúc anh chị về làm ăn may mắn nha. SH2 số 1 đã về với Bình Tân, chốt em siêu phẩm hai số 1 nha anh em. Móc máy còn cực đẹp, 1106, chốt em siêu phẩm về với anh chị Bình Tân, quá đẹp. Về Bình Tân là nước sơn zin đến 80% nha anh chị, quá đẹp, quá đẹp. Em lau mấy cái lau mấy cái dấu vân tay cho anh chị nha. Cặp vỏ dây cui dạ còn gì đâu zin, để em hỏi chủ thứ anh, không có em cắt cho anh cái nữa nha. Vì đây là đúng chìa zin đó, chứ không phải không phải chìa cắt lại đâu. Còn anh muốn thì em cắt cho anh cái. Xe này thì quá đẹp nha anh chị. Dạ anh em thợ vệ sinh nhẹ nha, sau đó giao xe cho anh em, cho anh chị. Rồi cảm ơn anh em luôn ủng hộ cái hàng Ly Xì Bo nha. Anh đi anh để lại một cái xe SH hàng ba cục này nha, anh chị em nào có nhu cầu mua lẹ mua nhanh, em sẽ bán cái xe này, biển số cũng cực đẹp, 1003. Anh chị lấy cái xe SH hàng ba cục cho em 50 1003, anh chị đổi cái siêu phẩm, siêu phẩm 2 số 1. Rồi em này em bán lẹ với giá 120 triệu. Rồi cảm ơn anh chị nha. Rồi cảm ơn hai bố con của anh khách nha, rất là mau lẹ nha, anh chốt được cái em xe SH 108 nha anh em. Mới đi em đổi anh hai cái buộc zin nữa là ok, cốt zin chưa có son à, cái F08 nè son khi nó đẹp nè, 108 sau 919 nha. Bà con cô bác anh chị em nào mà thích SH thì ghé em nha, một rừng nha. Ly Xì Bo 829, Ly Xì Bo Tân Phú. Đây hai bố con anh thợ đang tư vấn những cái món đồ nào mà khách không hài lòng, anh thợ đang tư vấn vô cho anh em nha. Lấy vàng áo, xe đang đi vàng áo màu xanh nhưng mà anh thích vàng áo màu đỏ zin nha, rất là đẹp. Đang đang lấy trong cái xe anh hát màu đỏ đưa qua. Rồi cảm ơn anh, chúc anh về làm ăn được gặp nhiều may mắn phát tài nha. Rồi bà con cô bác cứ yên tâm nha, mua xe của em là em bảo đảm là bảo hành bảo trì và chăm sóc xe cho anh chị em bà con cô bác nha, suốt luôn nha anh chị, chứ không có mấy năm vậy đó, riêng chăm sóc xe là ở đây tụi em chăm sóc suốt, phải bảo hành bảo trì điện sạc trong vòng 5 đến 6 tháng, còn lại chăm sóc xe thì anh chị em cô bác nào mà ở gần cứ ghé tụi em. 2 món đồ gì do anh chị em cô bác đi mua, tụi em khỏi cần tính công nha. Rồi cảm ơn, hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.